Cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km, xuôi theo dòng sông Hồng, trên vùng bãi thuộc địa phận thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, có ngôi đền nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đền Chùa Cót, vô cùng nổi tiếng với nhiều giá trị vật thể và phi vật thể. Đó là đền Cót, một ngôi đền với nhiều giá trị độc đáo. Và các bạn, hiện tại thì Khánh Ly đang có mặt tại đền Cót thuộc thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu. Đây là một ngôi đền vô cùng độc đáo. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Khánh Ly thì còn có cô và trò của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Chí Tân. Xin chào cô và chào các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong đền để tìm hiểu về những nét độc đáo và đặc sắc của ngôi đền này ạ. Chào các ông ạ, chào anh và chào chị ạ. Ngày hôm nay chúng con rất là vui khi mà hai cụ đã dành thời gian để chia sẻ với chúng con. Rất là mong các cụ sẽ chia sẻ về cái nét độc đáo ở ngôi đền cho chúng con được biết không ạ? Được các bác về những cái tìm hiểu di tích của đền thì đây cũng là một cái niềm rất vinh dự cho di tích của chúng tôi và dân làng chúng tôi. Và bây giờ thì xin mời các cụ, anh chị chúng ta sẽ đứng vào trong đền để tìm hiểu rõ hơn ạ. Thắng ạ, đền Cót của mình nằm trong quần thể di tích quốc gia và nó rất đặc biệt. Vậy xin ông Thắng hãy cho chúng cháu được biết là đền được hình thành từ khi nào và đền thờ ai ạ? Theo ngọc phả của các cụ tiền nhân để lại đấy, là đền Cót là thờ Đức Thượng Đẳng Đại Vương Đinh Nang. Đền có từ thời nhà Lý. Tại sao đền lại có tên là đền Cót ạ? Đền Cót là vì ngày xưa Đức Thượng Đẳng là ngài đi dẹp giặc trên đường hồi chào, ngài như vậy đi qua vùng đất này. Thế thì dân làng ở đây, ở khu vực này là đang mắc cái bệnh, gọi là cái chứng bệnh đầu làng. Ngày xưa các cụ là bệnh đầu làng. Nghĩ thấy là thương dân, ngài như vậy cho như vậy các nương y khám bệnh, chữa bệnh cho dân. Thế và ngài cũng trực tiếp thăm các cái người dân bị bệnh. Cho nên là ngài không may là bị lây nhiễm cái bệnh. Thế thì ngày xưa thì dân làng thì cũng nghèo, không có cái gì cả. Dân làng mới mang cái cốt để được thắp đấy. Dạ vâng. Thế thì là mới quay lên để như vậy là ngài như vậy ngự tạm để chắn gió. Đấy. Sau này ban sư vừa trà về thì ngài cũng tâu với đức vua là dân làng ở đây là có nghĩa. Thế hỏi ngài là tên là làng như là làng gì để ban thưởng cho dân làng. Ngài cũng nói rõ là cũng lúc bây giờ cũng là không hỏi tên, chỉ biết rằng là họ mang cốt ra quay. Cho nên là nhà vua mới bảo thế thì đặt tên cho cái làng như là làng Cót. Thế là lịch sử đền Cót là thờ Đức Thượng Đẳng thì có tên làng Cót là từ ngày ấy đến nay. Và sau khi mà ngài mất, dân làng lập đền thì cũng đặt tên là đền Cót phải không ạ? Dân làng thì rất là ghi nhận cái công lao của ngài, thương dân đánh giặc rồi lại thương dân chữa bệnh. Dân làng được nhà vua cho phép dựng nơi để như thờ ngài. Dân làng là tập trung là xây dựng từ đó. Cái tên đền Cót cũng từ đó mà xuất hiện phải không ạ? Cảm ơn, xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông, là ông có thể để chia sẻ là đền Cót của mình ấy, thì được xây dựng theo kiến trúc nào? Đền Cót theo các cụ kể lại học phả tức là theo chữ đinh, tức là hậu cung, trung bái và đại bái. Dạ. Bên ngoài là đại bái, đây là trung bái và bên đằng trong này là hậu cung. Dạ, vâng. Đền Cót hiện nay thì còn lưu giữ lại được những cái cổ vật quý hiếm nào ạ? Cổ vật quý hiếm của đền thì ngày xưa thì nhiều lắm, nhưng mà trong cái quá trình quản lý thì cũng không quản lý hết, bởi vì đình có đặc thù là xa làng. Dạ. Tức là từ đây vào trong làng là gần một cây số. Cũng có những cái giai đoạn thì do cái nước sông Hồng nó lên thì là như vậy là mối nó ăn một số đồ gỗ cũng có thất lạc. Cái thứ hai cũng có một cái giai đoạn là kẻ gian lợi dụng là cũng lấy mất một số các cái cổ vật quý hiếm. Hiện nay bây giờ chúng tôi còn ấy, đồ vật hậu mà hiện vật quý hiếm ấy, nhất là kho kiệu cổ. Dạ. Gọi là kho kiệu này, gọi là kho ngọc lộ, tức là cái kho kiệu này là các cụ người nói là đục là rất hiếm, rất độc đáo. Dạ. Nhưng lại rất nhẹ. Dạ. Chỉ 4 người khiêng thôi. Dạ. Nhưng mà phải nói rằng là rất uy nghi. Trên kia là trước đấy nó còn có một cái hoàn ngọc nữa. Dạ. Nhưng mà nó bị hoàn ngọc đẻ trên cái đầu hoa đấy. Thế rồi thì Khánh
chuông khánh đi là gió nó thổi là nó kêu tiếng đi đến đâu ngài đi đến đâu, ngoài chống tù bà thế rồi hiệu lệnh của ngài ra thì là chuông gió là nó đẩy, mà gỗ rất là quý, bao nhiêu năm nay rồi nhưng không có mối mọt nữa. Thế thứ hai là cái bức hoành phi là thánh công vạn tuế. Tại sao thì lại gọi là thánh công vạn tuế? Có nghĩa là thờ thánh vạn năng muôn đời. Đấy là khảm bằng chai, bốn cái cánh cửa cung cấm, thì giờ gọi cung cấm thì để chỉ có thờ. Bốn cánh cửa được đục theo cái lối kiến trúc nào? Đục chữ thọ nhưng mà xuyên khẩu. Dạ. Có nghĩa là mình có thể nhìn xuyên qua chữ thọ. Nhìn qua tức không? Là ngày xưa cung cấm thì chỉ có được nhìn vào trong kia qua khe này thôi. Dạ. Chứ không được vào trong. Ông nói là bái vọng như vậy là ngai của Đức Thượng Đẳng, thế rồi thì là của các cụ sinh ra Đức Thượng Đẳng, là và như bên trong là có bốn ông quan là tả thì quan văn hữu quan võ, hai quan văn hai quan võ, trong đấy thì còn một bức châm của vua Tự Đức, thì nói chung mà nói là còn bát nhang cổ rồi đồ đồng này các thứ. Ngoài ra thì đền của mình có được nhiều các sắc phong ạ. Theo các cụ truyền lại là 20 đạo sắc phong, cũng bị thất văn một số nhưng hiện nay còn chưa được. Cụ có thể cho chúng cháu được xem qua các cái sắc phong đúng không? Và cũng còn có một số sắc phong. Đây là một trong những bản như vậy là đây nó là cái dấu ấn của lịch sử của đền Đền Cát. Sắc phong cổ nhất là sắc phong đời nhà vua Lý Nhân Tông. Nội dung ở trên các sắc phong là gì ạ? Phần lớn nội dung của sắc phong tức là phong cho vị thánh này, phong tặng là Đức Thượng Đẳng Đại Vương của triều đình, và như vậy cho dân làng được phụng thờ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về rất nhiều những hiện vật cổ còn lưu giữ được tại đền. Và bây giờ thì Khánh Ly cũng muốn giới thiệu thêm tới quý vị và các bạn 42 bản thẻ rất là quý của đền. Và ông sẽ giới thiệu cho chúng ta rõ hơn về ý nghĩa của bản thẻ này. Dạ thưa ông, là những cái bản thẻ này có từ bao giờ ạ? Những cái bản thẻ này là theo cái ngọc khả các cụ để lại, đền được tôn lập lên thì những cái bản thẻ đấy cũng là có. Dạ vâng. Tức là mỗi một cái mộc bản như thế này là một quẻ thẻ, các cụ đây gọi là một quẻ thẻ. Thế thì đầu năm người ta ra lễ thánh, mỗi mẫu lễ chầu, lễ Phật ở bên chùa, thì sau đó thì là người ta xin cái quẻ thẻ. Thế rồi nhờ những người người ta dịch thẻ. Dạ. Các cụ người ta ngày xưa bởi vì là các cụ là học nhiều về cái chữ Hán, đồ người ta dịch trong ngày xem cái quẻ thẻ là thánh dạy như thế nào. Thế thì trong đó thì là có cái xin cái thứ nhất là sức khỏe, cầu tài, cầu lộc, rồi thì cầu bình an. Lễ hội Đền Cót cứ cách 3 năm một lần, vào năm Thìn, năm Tuất, năm Sửu, năm Mùi sẽ mở hội lớn vào ngày mùng 10 tháng 2. Sau thời gian trùng tu xây dựng lại, ngày 28 tháng 1 năm 2021, chính quyền địa phương cùng nhân dân long trọng tổ chức khánh thành ngôi đền và vinh dự được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao bằng công nhận cây xanh già cổ thụ là cây di sản Việt Nam. Cây xanh và đền Cót gắn với biết bao kỷ niệm tuổi thơ của lũ trẻ, của những giấc trưa hè bên cánh võng, của những bác nông dân sau những giờ lao động mệt nhoài. Cây xanh trở thành một phần trong đời sống của những người con quê hương Nghi Xuyên. Thưa ông, là khuôn viên của đền mình rất là mát, bởi vì là có cái cây xanh cổ thụ này, thì ông có thể chia sẻ cho mọi người biết là cây xanh cổ thụ này có từ bao giờ đúng không ạ? Theo coi như là ngọc bả cũng là theo như vậy là các cụ tiền nhân để lại nói thì cây xanh có được khoảng 1.000 năm. Ngày xưa thì là chỉ có một cây thôi. Dạ. Đây là chỉ có gốc một cây thôi. Nhưng sau đó 5 tháng thì nó ăn nó lan lan hết cả xung quanh và nó cứ trở bỏ nó thành cây đi. Cho nên là nó có thể nói là che kín tất cả cái không gian ở cái khu vực đền của chúng tôi. Những cái ngày nóng lực bà con làm ruộng là người ta lên đây người ta uống nước, xin nước uống rồi người ta nghỉ. Ở đây là nó cũng được. Chính cái sự hùng vĩ của cây này đã tạo nên cái nét thanh tịnh và uy nghiêm cho ngôi đền đấy không ạ? Vâng. Di tích của chúng tôi thì được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ những năm 90 đến năm 2021 vừa rồi. Dạ. Thì lại được Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường đấy đề nghị công nhận là cây di sản Việt Nam. Ở dưới khung cảnh nhà thì con lại nhớ đến một hai câu thơ: cây xanh cổ thụ có từ bao giờ, sum suê tỏa bóng cảnh nên thơ,
đẹp lòng du khách khi vãn cảnh vừa ý thập phương tới nơi này. Hy vọng rằng là chính quyền và nhân dân địa phương sẽ gìn giữ và bảo tồn được cây di sản này ạ. Vâng. Chúng con rất là cảm ơn ông ngày hôm nay đã chia sẻ chúng con rất là nhiều điều bổ ích và lý thú về ngôi đền. Và hy vọng rằng sau ngày hôm nay thì các bạn nhỏ cũng sẽ nắm được rõ hơn về di tích của địa phương mình. Các cháu cố gắng chăm ngoan nhá. Thế rồi như vậy là cùng với các thế hệ các bậc tiền nhân để duy trì cái bảo vệ, bảo tồn nét đẹp của truyền thống của quê hương. Trải qua những biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, những cổ vật tuy không còn lại nhiều, nhưng những dấu tích để lại cùng với gốc cây xanh sừng sững vẫn vươn cao là một minh chứng hùng hồn cho một vùng đất cửa sông địa linh chủ phú.